Tại không gian phố nghề làng nghề Hà Nội xưa và nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền hoan nghênh nhiều nghệ nhân đã tham gia vào chương trình lớn Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa thành công vẻ đẹp văn hóa của thủ đô tới đông đảo người dân và du khách. Những sản phẩm của làng nghề truyền thống Hà Nội tại vùng đất phương Nam sẽ kết nối giao thương, phát triển du lịch làng nghề, mang sản phẩm của hàng nghìn làng nghề của Hà Nội tới muôn phương. Không gian phố nghề làng nghề Hà Nội xưa và nay gồm 28 gian hàng mang hình ảnh phố cổ Hà Nội và các gian hàng thể hiện đặc trưng của các làng nghề phố nghề, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc sắc gồm sản phẩm xưa thể hiện cho giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và sản phẩm nay thể hiện sự hội nhập phát triển, gồm sứ Bát Tràng, gỗ và sơn son thép vàng sơn đồng, đúc đồng Vũ Xã, lụa Vạn Phúc, sơn mài Hạ Thái, mây tre đan Phú Vinh, tơ tằm Phùng Xá, kim hoàn Hàng Bạc. Ngoài ra có trình diễn của một số làng nghề khác, chuồn chuồn tre Trạch Xá, nón làng Chuông, tò he Phượng Dực, trưng bày giới thiệu sản phẩm, nghệ nhân thợ giỏi, trình diễn nghề, kể câu chuyện sản phẩm, du khách trải nghiệm làm thử sản phẩm.